nhạc để khởi động cho bữa tiệc buổi tối ngày hôm nay đã được bắt đầu. Một lần lượt du khách trở về với trung tâm tại ngã tám thành phố Tuyên Quang đang rất đông. Những nụ cười thật là tươi của những vị khách đang trở lại với thành phố Tuyên Quang. Một thành phố Tuyên Quang mến yêu, thân thiện xin gửi lời chào đến với tất cả quý vị khách quý từ mọi miền của Tổ quốc cũng như đến từ nước ngoài, các nước bạn đã trở về với mùa trung thu năm nay. Một mùa trung thu đến rất sớm với thành phố Tuyên Quang. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều và đặc biệt hơn. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cháy hết mình cho một đêm thật đặc biệt của ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 2024. Một lần nữa xin kính mời toàn thể quý vị hãy khẩn trương trở về với trung tâm của ngã tám thành phố Tuyên Quang. Trải nghiệm các mô hình ở trên các xe trung thu. Nhưng cũng xin gửi lời đến toàn thể quý vị, và quý vị rất thông cảm xe mô hình của đơn vị tổ chức sự kiện Xã Hưng và Thuận Hoa Tuyên Quang. Và ngày hôm nay chở rất nặng, cho nên tất cả quý vị vui lòng thông cảm sẽ không di chuyển lên xe của ban tổ chức chúng tôi. Xin được trân trọng cảm ơn quý vị có thể trải nghiệm những người chụp hình ảnh đã tổ rất đẹp và những biểu tượng tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin gửi lời chào đến Phương Quang Lửa nha, và rất tuyệt vời. Xin chào tất cả các bạn. Xin kính chúc chúng ta vui lòng nhường đường cho các xe mô hình đi đến địa điểm cam kết. Yeah.
theo phòng nhé, nhà kia đó. Mình cho lên chú yêu cô đi.